Hello, xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể gửi được những cái video, những cái file hình ảnh, những cái file tài liệu có kích thước lớn qua Zalo nha. Thì thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng Zalo để gửi cho bạn bè những cái hình ảnh, những cái video và những cái nội dung văn bản mà chúng ta hay sử dụng để trò chuyện hàng ngày cũng như trong công việc. Tuy nhiên thì nó có một cái hạn chế là khi mà chúng ta gửi những cái video, những cái nội dung văn bản có kích thước quá lớn thì thông thường thì Zalo nó sẽ không gửi được, hoặc là cái mạng của chúng ta nó không ổn định để có thể là gửi được toàn bộ cái quá trình dữ liệu đấy nó truyền được thành công. Vậy thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo để giúp chúng ta có thể là gửi được những cái file, những cái nội dung, những cái video hoặc là những cái tệp văn bản qua Zalo có kích thước lớn mà giúp người khác vẫn có thể là đọc được và xem được nha. Và để biết được cái cách đó là gì thì mời các bạn cùng xem hết video của mình. Ok, và sau đây thì mình sẽ bắt đầu tiến hành hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ không truy cập vào ứng dụng Zalo ngay lập tức như thế này. Các bạn sẽ không truy cập vào ứng dụng Zalo nha, chúng ta sẽ thoát ra. Nếu mà bạn nào sử dụng điện thoại Android hoặc là bạn nào sử dụng điện thoại iPhone thì chúng ta sẽ sử dụng cho mình một cái phần mềm có tên là Google Drive. Thì cái phần mềm Google Drive này nó rất là thân thuộc và rất là quen thuộc đối với những bạn nào mà sử dụng điện thoại Android giống như mình. Thì nếu mà bạn nào mà không có thì chúng ta sẽ truy cập vào cái Accept Play và sau đó thì gõ cho mình cái từ khóa có tên là Google Drive và các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về. Sau khi tải về thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng này lên. Và đây là giao diện ở bên trong cái ứng dụng Google Drive. Các bạn lưu ý là cái ứng dụng Google Drive này thì các bạn phải đăng nhập cái tài khoản Gmail của các bạn vào, tức là cái tài khoản mà các bạn dùng để đăng ký trên tài khoản của Google đấy. Đó, sau khi mà các bạn đã đăng nhập vào và mở cái ứng dụng Google Drive lên thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần dấu cộng như thế này. Đó, sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái phần là tải lên. Ở đây thì các bạn sẽ chọn một cái tệp có nội dung và kích thước lớn mà các bạn muốn gửi cho một người bạn nào đó hoặc là một người đồng nghiệp của chúng ta qua Zalo thì các bạn sẽ chọn nha. Ở đây thì mình sẽ không có một cái video hay là một cái bức ảnh nào có dung lượng quá lớn thì mình sẽ chọn một cái bức có dung lượng bình thường thôi để mình gửi qua. Đây mình sẽ chọn cái video này đó, sau đó thì mình sẽ cho phép nó được truy cập vào và các bạn sẽ tải lên nha. Sau đó thì các bạn sẽ vuốt xuống như thế này đó. Như vậy là do là cái dung lượng của cái video này của mình nó hơi nhỏ một chút cho nên là nó đã tải lên Google Drive thành công rồi và bây giờ thì nó sẽ có ở đây và bây giờ thì các bạn có thể làm mở cái video này ra. Đây, mình sẽ kéo xuống này. Đó, và bây giờ các bạn sẽ chọn vào cái phần là dấu ba chấm ở bên cạnh cái video mà các bạn vừa phải tải lên Google Drive này. Các bạn sẽ chọn vào đây. Thì sau khi mà các bạn chọn vào đây thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là sao chép cũng được. Đấy, các bạn sẽ chọn vào cái phần là sao chép liên kết cũng được, mà các bạn chọn vào phần chia sẻ cũng được. Ở đây thì mình sẽ chọn vào phần là sao chép liên kết. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành thoát ra ngoài và chúng ta sẽ truy cập lại ứng dụng Zalo. Sau đó thì các bạn sẽ chọn một cái người mà chúng ta muốn gửi cái tệp tin có dung lượng lớn này đến cho cái người đó thì các bạn sẽ nhấn vào giữ vào đây. Sau đó các bạn dán cái nội dung mà chúng ta vừa sao chép vào và sau đó chúng ta gửi cho một người bạn. Và khi người bạn của chúng ta và khi nào người bạn của chúng ta đọc được cái tin nhắn này, họ sẽ mở cái tin nhắn này lên và sau đó truy cập vào cái phần này. Cái đó, sau đó chúng ta sẽ truy cập vào. Và sau khi mà người bạn của chúng ta nhận được cái nội dung này thì họ sẽ truy cập vào và họ sẽ đăng nhập vào một cái tài khoản Google Drive của họ và sau đó họ sẽ đọc được cái nội dung mà chúng ta đã gửi cho họ thông qua tin nhắn ở bên Zalo. Và như vậy là trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là gửi được một cái video hoặc là một cái văn bản có nội dung và kích thước lớn thông qua Zalo. Và video của mình xin tạm kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn cho mình một nút like, chia sẻ video để mọi người cùng xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chào các bạn.